Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Bá Sơn Beatbox. Quý vị các bạn yêu mến thì mình nhớ bấm nút subscribe và bấm cái chuông bên cạnh và chia sẻ cái video này. Rồi, không nói nhiều nữa, ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hai dòng loa. Phải nói là khá là đẹp, bán rất là cũng khá là chạy. Đây, thứ nhất là K29 bên em. K29 thì còn bên đây là cái bên trái của quý vị các bạn là mẫu Malata Y6 được mệnh danh là loa đi biển. Dạo này cái loa này đi biển này rất là hút hàng luôn ha. Đi du lịch, mình đi phượt, đi biển đâu đó rất là ok. Loa nhỏ nhưng mà có giỏ nha. Thì nhìn chung cái loa K9 chúng ta nặng tầm khoảng 6kg hơn. Còn cái loa đi biển chúng ta bên tay trái nè, anh chị thấy nó nhỏ nhưng mà nó nặng hơn nha. Cả hai loa đều bằng chất liệu gỗ. Đây, đây ở đây loa K9 chúng ta thì có mic von nè, echo, đó, phát cho nhạc, âm lượng tổng. Còn bên đây cái loa Y6 của chúng ta cũng có đầy đủ ha, âm lượng tổng nè, mic von nè, echo, bass nè. Cái này thì nó có đầy đủ hơn, nó có thêm một cái là chép của nhạc. K29 thì nó thiếu cái chép. Thì cũng có công tắc nguồn, kết nối hệ nhớ USB, Bluetooth đầy đủ hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở đây loa K29 á, là 2 mic. Rồi bên em đang giá 1.599.000 nha, K29 L1 nha. Còn cái này là Malata Y6 9001, anh chị lên YouTube search Tiso Malata Y6 9001 nó sẽ ra. Còn cái này là Tiso Qmix K29 nha. Cái này bên em Malata thì đang là 1.750.000, giá nó sẽ thay đổi theo thị trường. Lo này 1 mic nha. Malata Y6 thì 1 mic, mic nó đẹp lắm. Cái nhỏ nó nặng hơn cái lớn nha anh chị. Và bây giờ mình sẽ test thử âm thanh của chiếc loa K29. Tiếp chi tiết thì anh chị lên YouTube sẵn có Tiso K29, Tiso Qmix K29 này, Tiso Malata Y6. Ta sẽ bật công tắc nguồn và bấm chữ mod một cái. Sẽ lên Bluetooth, chúng ta sẽ bật điện thoại. Ta sẽ vào Bluetooth và cài đặt. Mở Bluetooth tên nó là K29. K29 nha anh chị. Đây là mic pro của K29 chúng ta được tặng mic một mic đực và một mic cán. BD alo 3 4 em nói vui nha, có đụng chạm tới ai bỏ qua những cái 1 2 3 4 5 6 tiếng vang cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái loa này theo cảm nhận của em thì sẽ hơi hú, nên anh chị phải ngồi xa từ 3 đến 5 mét khoảng cách tốt nhất nha. Chúng ta cũng vô bật cài đặt giống như lúc nãy, chúng ta bật Bluetooth và dò tìm thiết bị.
tên nó là M cộng audio. Quý vị các bạn có thấy rõ không ạ? M cộng audio. D6 thì khá là nhỏ gọn, rất là phù hợp với các bạn đi du lịch, đi phượt ở Bắc. Cái này mình chơi ở đồng quê rồi cũng rất là ok, rất là nhỏ gọn, dễ thương. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha, thành nó rất là đẹp. Đây là mic rơi chúng ta. Vì ngồi gần nên em sẽ giảm lại phần âm lượng mic lại nha. Alo, 1, 2, 2. Đây, rất là lớn luôn anh chị, nó lớn tới nỗi mà nó hú luôn nha. Em sẽ giảm lại 50 thôi nha. Nếu mà anh chị muốn bắt lớn hết, anh chị phải ngồi xa tối thiểu là 3 mét. Bây giờ em sẽ để âm lượng mic và tiếng vang 50 lên chị. Đây, 50 này nha, tiếng vang với âm lượng mic. Alo, 1, 2, 3, 4. Mic khá là nhẹ, rất là dễ hát luôn anh chị. Xây giấc mộng bắt đầu, yêu người. Không thể tin nổi là tầm giá dưới 2 triệu mà được cái lo rất là hay như vậy. Thuở mới đôi mươi, em đang độ trắng tròn. Mic này mới 50 thôi nha anh chị, mới 50% thôi nha. Đây, có một cái tay, tay sách mình có thể thu vào cũng được. Còn bên đây là cái đeo, dây đeo giống như là cái cặp vậy đó. Đó, chị đeo đi. Này mình đi bán kẹo kéo cũng được. Đi bán hàng rong hay là mình chơi dưới quê rồi á, mình mang ra đồng, ra vườn rồi dưới quê mình chơi rất là ok. Đi biển cũng khá là hay. Được mà lưng danh là lo đi du lịch, du biển, đi biển. Rồi. Thì anh chị cảm nhận như thế nào? Không biết là vừa rồi là bài so sánh giữa 2-1 I6 Malata I6. Anh chị lên YouTube search Tiso Malata I6 sẽ ra clip test chi tiết ha. Thằng này là K29 Tiso Qmix K29 sẽ ra clip chi tiết của nó. Anh chị có đóng góp thắc mắc gì đó mình cứ comment bên dưới video nha. Nhớ subscribe kênh ủng hộ nha. Thì em còn có một cái mini game trị giá trúng đến 5 triệu đồng á. Anh chị vào kênh Bá Sơn Beatbox bấm đăng ký nha. Và mình comment 3 số, chịu đón 3 số của tờ tiền. Giờ chúng ta sẽ nghe lại thử một đoạn nha. Các bạn đã xem video đến đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.